Mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là import được Angular Material và có một logo như thế này là thành công. Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học Angular Firebase. Ở bài trước thì chúng ta đã install thành công Angular CLI. Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới project bằng cấu trúc ng new, tên của bộ project của chúng ta. Tôi sẽ đặt là Kanban file vì nội dung của project sẽ là về quản lý task Kanban và dùng Firebase để lưu trữ. Chúng ta sẽ chọn No và chọn CSS. Chúng ta sẽ tiếp tục đợi để project của chúng ta cài đặt xong. Này sẽ tự động gen ra cho chúng ta những file cần thiết. Quá trình này cũng sẽ mất khoảng vài phút. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ cd vào trong project. Các bạn nhớ gõ đúng tên project thì mới truy cập được. Chúng ta sẽ test thử xem project mặc định đã lên chưa. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ mở project của chúng ta ở trong Visual Studio Code để chúng ta tiếp tục chỉnh sửa source code. Các bạn có thể dùng IDE khác nếu muốn. Vì tôi thấy Visual Studio Code rất tiện lợi nên tôi đang dùng. Các bạn có thể dùng Notepad cũng được. Tùy các bạn thôi. Đây, chúng ta đã mở Visual Studio Code lên rồi. Chúng ta sẽ truy cập vào thư mục của project của chúng ta. Nó sẽ open folder ổ D, ổ E và thư mục project, truy cập đến Kanban file. Đây, đầu tiên này tôi đang sắp xếp theo ngày nên nó chui lên đầu tiên. Vẫn chưa build và deploy thành công. Chúng ta sẽ đợi một lúc nữa. Angular mặc định sẽ build project ở cổng 4200. Chúng ta sẽ truy cập vào. Do là chưa build thành công nên là nó sẽ không trả về gì cả. Chúng ta phải đợi thêm một lúc nữa. Khá là lâu. Đây, chúng ta sẽ vào xem bộ rách mặc định. Đây, chúng ta sẽ tiến hành xóa bỏ các code của app.component.html cũ. Như vậy là đã view thành công. Đây, bộ rách mặc định của chúng ta sẽ trông như thế này. Chúng ta sẽ xóa bỏ code mặc định để tiếp tục học. Xóa bỏ code mặc định đi. Chúng ta sẽ có một trang trắng. Tiếp đến thì tôi sẽ mở thêm một cửa sổ command line mới và tiến hành import tiếp. Chúng ta sẽ import Angular Material. Chúng ta sẽ không sử dụng Bootstrap trong project này, chúng ta sẽ sử dụng thư viện CSS và JS của chính Angular luôn cho nó hoành tráng.
Đây, ta phải CD vào trong thì mới ất được Angular Material, các bạn nhớ nhé, đừng mắc lại lỗi này. Quá trình ất thư viện này cũng sẽ tốn một khoảng thời gian khá lâu. Chúng ta sẽ chọn mặc định hết. No. Yes. Chúng ta sẽ sử dụng Get Global Angular Material. Như vậy là đã cài đặt xong. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện Material của Angular với thẻ Math Toolbar thuộc tính Color bằng Primary. Primary sẽ là màu xanh, còn Secondary sẽ là màu hồng. Các bạn có thể tham khảo thư viện Material này ở trang web material.angular. Sau đấy ta sẽ sử dụng thư viện Math Icon. Ta sẽ gọi icon local file department. Tên của icon ta sẽ đặt là Kanban file. Để chạy được thư viện này thì ta cũng phải tiến hành import thư viện ở trong app module.ts. Ta sẽ tiến hành import như sau. Câu lệnh import thư viện material. Thư viện math tool, xin lỗi các bạn. Đây là thư viện Math Toolbar module. Từ Angular Material. Sau khi gọi thư viện ở đây, chúng ta sẽ trò thẳng đến thư viện Toolbar. Tiếp tục thì ta sẽ gọi thư viện là icon. Đang có lỗi rồi. Ở đâu đây? Là thư viện Math Icon Module chứ không phải là Math Toolbar Icon. Tôi đang bị nhầm. Sau khi import thư viện thành công thì chúng ta cũng phải khai báo ở dưới nữa. Thì project của chúng ta mới nhận. Các bạn nhớ nhé, phải khai báo ở hai chỗ rồi. Không khai báo ở dưới thì sẽ không nhận đâu. Sau khi khai báo thành công, chúng ta sẽ quay lại project của chúng ta. Các bạn có thể thấy là đã lát icon lên rồi. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.